Chào tất cả các bạn đến với kênh Biên Đường Nước của mình nha. Ở phía xa là xe keo đang chở, xe tải đang chở keo trên rừng núi này. Trời tối quá rồi. Xe chở keo nặng lắm các bạn nha.
dốc này rất mạnh. Đây là dòng xe Hoa Mai đời cũ, rất mạnh. Gặp lại các bạn.
phải đến từ tèo nha.